Hello, xin chào các bạn. Hôm nay sẵn trong lúc thời gian rảnh rỗi và có được một cái bộ kit di động cơ sạc computer, thì sẵn tôi xin làm một cái video nhỏ nhỏ. Mục tiêu là để chia sẻ với các bạn những cái mình đã làm và đồng thời cũng coi như là muốn note lại một cái kiến thức, thì cũng có thể sau này khi dùng lại thì sẽ có cái để mà tham khảo. Thì ở đây hôm nay tôi giới thiệu các bạn đó là tôi đang sử dụng cái một loại động cơ sạc vô. Đây, đây là một động cơ sạc vô. Tôi sử dụng cái loại đó là bây giờ cái level nó quay ngược các bạn, chúng ra nó sẽ là như thế này. Thì đây đó là EZT sạc vô tu Sichling của Factech. Thì cái loại này nó sẽ giao tiếp với BLC thông qua CC-Link, chứ nó không có phải là phát xung qua nữa, bởi vì BLC sẽ giao tiếp với driver này qua thông qua CC-Link, rồi từ CC-Link này cái driver này nó sẽ phát xung ra điều khiển cái động cơ chúng ta. Đây, tôi để xuống nó đẹp. Thì ở đây thì tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn một cái bộ BLC rồi. Đây là dòng BLC Mitsubishi dòng Q03 mà tôi sử dụng, đây chính là một đường CC-Link. Đây thì tôi sẽ test với nó, nhưng mà hôm nay thì đã chỉ là coi là video đầu tiên, tôi không test với cái CD-Link mà tôi test với cái phần mềm của cái hãng Factech này đưa ra. Bây giờ ở video tiếp theo thì tôi sẽ làm với CD-Link này và dùng cái dòng Q này để điều khiển cái motor. Hy vọng là các bạn sẽ được các bạn ủng hộ và tôi để tôi kế tiếp những video tiếp theo. Thì tôi nói rất là về dây thì đây không liên quan đến này. Thì đây motor chúng ta sẽ có ra hai connector, đây các bạn mua về nhà sản xuất đưa chúng ta hai connector, thì hai connector này nó bán theo bộ dây. Đó, đây dây vòng vòng đây thì nó sẽ đưa về kết nối vào đây, đó là một dây em thấy không ạ. Đây là motor, đây cho một bên chính là cái encoder đó. Thì cái motor là con dây mà có bốn sợi này nè, đánh dấu chữ M đây là motor, đây và đây chính là encoder của nó dây. Đây là coi như cái tên encoder, dây này chúng ta chỉ nói một một thôi chứ chúng ta không làm gì hết. Đó, như đây encoder ở đây nó sẽ tạo thành một cái nó ra sẵn cho ta con tên này để tôi gắn ngay vào cái encoder của driver đây ạ. Thì tương tự đây chính là một cái cơ của motor, nó cũng ra sẵn hết rồi, chỉ mua về lắp cho thôi. Còn đây là nguồn 24V, ta phải chuyển nó qua, nó đi theo con tơ và ta sử dụng nó mà bấm thằng dây đó, thì cho mình vẽ trong cái tài liệu được có sẵn hết đó. Còn đây chính là cái dây 485 để giao tiếp với cái phần mềm mà nó cho sẵn dùng để test motor RF đây, thì nó sẽ được đi vào một cái bộ chuyển đổi mà tôi đã sử dụng để USB sang cái 455 tôi gắn vào trong cái máy tính của tôi để test. Còn ở đây chính là cái mà quan trọng nhất và có lẽ các bạn cũng nhiều nhiều cái đặt câu hỏi nãy giờ, chính là dùng để set cái ceiling, gồm có mod để set những cái speed. Như đây là cái station của nó, station thì nó có hai cái là nhân 10 nhân 1 ở đây. Còn đây chính là bốn sợi dây DADB, ground và shield. Đó, DADB, ground và shield. Đây chính là cái frame ground thôi, cái cuối cùng. Để nối ceiling thì giống như ở đây, ceiling chính là được nối như thế này. Đó là một số mấy dây ở đây. Rồi thấy vậy, cũng DADB rồi rau rồi cái frame frame rau cũng mới có đây luôn. Cái này thì việc cho tiếp chia lên như nào thì tôi sẽ trình bày ở một cái video tiếp theo. Vậy ở đây nó có một cái connector chỗ này nữa là dùng cái input và output, nó trong đây nó sẽ có là những cái sensor limit nè, sensor home nè, rồi
cái rắc cho nên nó có cái dạng thắng nữa, thắng dùng khi chúng ta tắt nguồn á, chúng ta dùng cái nào đó thì tắt nguồn thì nó sẽ hô lại cái trục của motor, lúc đó nó dùng cho những ứng dụng mà trượt trượt trên cao xuống thấp đó các bạn, nó sợ mà tắt nguồn thì nó sẽ bị rớt cái tải xuống, nguy hiểm cho người dùng. Người ta dùng tấm vết rắc này, còn nếu bình thường không cần người ta sẽ không có sử dụng nó. Và bây giờ không để các bạn quá trời lâu, tôi sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm cái này. Đây thì dây nguồn 24V chúng ta kết nối vào cái bộ nguồn, tôi là có tôi có một bộ nguồn 24V tô âm, tôi đã ghim điện hết rồi đó, các bạn thấy rất là gọn gàng, có thể dễ chịu. Đấy, hai dây này là hai dây motor bán sản xuất, chúng ta không làm gì hết, có motor gắn vào nguồn 24V, gắn vào bộ nguồn 24V cung cấp. Và đây chính là dây 4.5 kết nối vào máy tính. Đó. Bây giờ tôi sẽ on nguồn nhé các bạn. Các bạn thấy cái đèn báo qua đang on lên. Và 01 chứ là nó đang báo là chúng ta đã chọn station cho CG-Link là không là station 1 đó. Ở đây chúng ta đã set station 1 đây. Thì phần CG-Link tôi sẽ giới thiệu ở những cái bài tiếp theo, ở những cái video tiếp theo. Rồi giờ vấn đề chúng ta hiện tại giờ là chúng ta sẽ bật cái nguồn máy tính của chúng ta lên, bật cái chương trình của chúng ta lên. Đây chương trình này tôi sử dụng cái chương trình này, đây FG Motion dịch này, tôi đã khởi động nó ở dưới này. Ở đây thì đầu tiên á là các bạn phải coi chúng ta đang nhận là cơm nào, tôi sẽ xóa từ lần từ đầu cho các bạn dễ thấy. Đây vào đây Defy Manager, các bạn vào combo, thì hiện tại ở đây á tôi đang sử dụng là cơm 12. Ok, cơm 12 thì bây giờ tôi sẽ mở cái phần mềm lên, tôi chọn connect, chọn cơm 12, tốc độ baud rate là được nữa là 115.200. Cơm 12 đây, chọn connect. Đó thì khi mà nó nhận được cái từ USB sang để sang trong hai ta, nó tạo ra được một cái, thấy được một cái motor này lít double vào đây kết nối. Rồi thì kết nối được thì bạn như thế này, thì để quá trình chạy được chúng ta sẽ mở cái tất cả bật cái servo on. Servo on thì chúng ta mới mua được, các bạn servo off các bạn không mua được. Đây các bạn như hiện tại giờ servo đang off á, thì các bạn có thể quay dùng tay quay được, nhưng các bạn dùng servo on á, thì không dùng tay quay được cả, nó không cái tải thì bản chất servo thì lúc trước tôi nói rồi, nó sẽ làm cho cái nó luôn tạo ra một cái dòng cấp để giữ cứng cái trục chúng ta lại, nó đạt được một vị trí chính xác không sai lệch. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là cái quá trình mua ABS, mua đi INC và DC. Đó, thì bây giờ tôi sẽ mua origin, tức là tìm sạch home. Này, hiện tại bây giờ thì tôi không có cái home ở đây, không có sẽ cho hôm ở đây, sẽ hôm được gắn vào cái connector này, nhưng mà tôi hiện tại tôi chưa hàng vào, tôi sử dụng, bây giờ tôi sẽ test ở những cái phần khác. Rồi bây giờ tôi cho chạy tốc độ là 50.000, tôi chỉ chót tức thử thôi. Đây các bạn chót nhấn vào đây, các bạn thử quan sát nhé. Chót tức là chúng ta chỉ nhấn cho nó quay thôi, quay nó quay buông ra thì nó sẽ tắt, tôi buông ra này, đó tương tự quay chiều ngược lại, chót trừ với tốc độ tần số là 50.000 xung trên dây, tức là 50 kHz, thì ở đây chúng ta cái độ phân giải của tôi rất là cao, nên chúng ta chọn 50.000 thì nó chạy cũng không nói là nhanh. Bạn thấy tôi quay chiều này được không ạ? Thì các bạn chưa sẽ thấy nhé, chốt trừ, chốt cộng. Rồi tới vấn đề là ABS, bây giờ tôi sẽ chọn, tôi sẽ chọn như thế này để các bạn dễ thấy. Đây,
Thì bây giờ ABS là hiện tại đang các bạn thấy nè, ABS board của chúng ta đây, nhưng hiện tại nó đang ở vị trí á, là 33.335.067 xung. Thì bây giờ tôi muốn chạy ABS, tôi muốn về cái vị trí là không, thì tôi sẽ bắt đầu tôi nhấn cái đèn cái, nó sẽ chạy về vị trí là không. ABS là chỉ tuyệt đối nha các bạn, chạy về tới không thì cái giá trị này bằng không, nó dừng lại, chúng ta không cần làm gì hết. Đó, thì không dừng lại, bây giờ bật nhấn em một cái nữa, nó không chạy, bởi vì nó đang ở vị không rồi, nó không chạy, nó dừng yên ở đó. Đó, các bạn giờ cho chạy những cái vị trí là 10.000, 10.000, các bạn nhấn em biết mua cái cho mua đây, đã tới 10.000 rồi. Comment box là ta cái lệnh nó 10.000, vị trí hiện tại của nó vẫn là 10.000, mà nhấn nữa cũng không chạy. Đó là quá trình chạy absolute. Còn chạy ANC tức là mỗi lần ta nhấn cái nó chạy tới 10.000, nhấn cái nữa nó chạy 10.000, nhấn cái nữa chạy 10.000 chung, nhập vào đây rồi, có thấy không? Còn DEC tức là quan chạy theo chiều ngược lại, ở đây nhấn cái nữa nè, chạy 10.000 chung, nhấn cái nữa, nhấn cái nữa, nhấn cái nữa, nhấn nữa, nhấn nữa, chạy về. Đó. Bây giờ để còn sạch hôm á, mua hôm á, thì lúc đó các bạn không cần cái sensor hôm nữa thì nó mới mua được, tức là nó mua gặp sensor hôm, lúc đó nó check tất cả cái gì này gì không hết rồi. Nó chờ cho đây là cái gì gì không đi, chuyển động rồi. Đó, các bạn hiểu về sự phân mô tơ chưa? Đó, bài này tôi chỉ nói về cái sự phân mô tơ thôi, còn về Cicilline thì ta sẽ nói bài tiếp theo. Hôm trước tôi giới thiệu các bạn về cái động cơ servo qua QD74, thì hiện tại tôi ở đây tôi không có cái QD74, thì ở trong cái lớp này, lớp nâng cao miễn phí này, tôi chỉ có thể làm được như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.